Đặc trưng của Body Combat là tổng hợp các loại vỏ khác nhau kết hợp với âm nhạc giúp cho các bạn được cải thiện tốt nhất về cái nhịp tim của mình, tập luyện về sức bền cũng như là giúp các bạn đạt được hiệu quả trong việc đốt mỡ nhiều hơn. Body Combat thứ nhất là giúp cơ thể mình săn chắc, dẻo dai, rồi giảm stress. Không quá nặng nề, có nhạc khiến cho mình cảm thấy cơ thể linh hoạt hơn, có phản xạ, nó đẩy cái mood mình lên cao hơn và mình tập được nhiều hơn, năng lượng hơn. Yoga cười đặc biệt tốt cho cổ họng, tập trung vào hơi thở. Nó giúp cải thiện nhịp thở, mở rộng dung tích phổi, tăng sức mạnh ở cơ lõi và hỗ trợ giảm mỡ bụng. Yoga cười này nó tác động nhiều lắm, từ cơ bụng cho đến cơ lưng, cơ sườn. Nó làm cho mình cái vấn đề về hơi của mình nó rất là tốt. Nhiều khi nhất là những tuổi mình thì nó trầm và hầu như là nhìn giống như là mình cứ bị nén trong lòng, nhưng mà đến cái yoga cười này là mình được giải tỏa. Tập cái yoga cười này thì cảm thấy rất tự nhiên, rất là thoải mái, tại vì nhìn xung quanh mọi người ai cũng đều cười và cười rất sảng khoái. Mình cũng cảm thấy tinh thần mình nó sảng khoái hơn, có hứng thú hơn, cảm thấy vui vẻ hơn. Yoga cười và Body Combat là những loại hình tập luyện thể thao được yêu thích bởi nguồn năng lượng tích cực và lợi ích thiết thực cho sức khỏe. Vậy, đó có phải lý do để hai bộ môn này trở thành lựa chọn mở màn cho sự kiện California Fitness Festival vào ngày 14 tháng 10 tới? Đúng, nhưng chưa đủ. Yoga cười là thể loại phù hợp với tất cả mọi người, kể cả người mới bắt đầu. Thể loại yoga này sẽ tập trung vào việc khai thác năng lượng cộng hưởng. Nếu tập luyện cùng nhau, chúng ta sẽ có thể cùng cười, cùng chia sẻ năng lượng tích cực. Nó đặc biệt phù hợp với không gian mở. Đó là lý do mà chúng tôi sẽ tổ chức sự kiện tập luyện yoga kết hợp yoga cười vào sáng ngày 14 tháng 10 ở ngoài trời, cùng nhau đón bình minh. Body Combat mà tập luyện ngoài trời, một cộng đồng chúng ta được tập luyện cùng với nhau thì nó sẽ mang lại một bầu không khí rất là sôi động và hứng thú. Và ngoài ra festival này đặc biệt mời một đại sứ của Les Mills toàn cầu. Các bạn sẽ được trải nghiệm những chuyên gia hàng đầu bộ môn này. Mình cũng đang rất là hào hứng tham gia cái buổi festival, tại vì nó ở ngoài trời chưa thử lần nào, nên là mình nghĩ là nó sẽ rất là vui. Hào hứng chứ, tại vì đến đấy sẽ tiếp xúc được nhiều bạn hơn, cũng vui nữa. Nó giải phóng được cái năng lượng của mình ở trong da, làm cho mình rất là phấn khởi và mình khỏe. Các bạn hãy đến tham gia dự với chúng mình nhé. Lớp yoga chào đón bình minh và lớp Body Combat cùng các chuyên gia quốc tế tại California Fitness Festival dự kiến sẽ thu hút hơn 600 người tham dự. Hứa hẹn là một trải nghiệm hết sức đặc biệt với cộng đồng yêu thích tập luyện thể dục thể thao. Và ngoài hai loại hình này sẽ còn nhiều hoạt động thú vị khác. Đó là gì và làm sao để đăng ký tham dự sự kiện? Nhanh tay truy cập vào fanpage Facebook HTV Thể thao hay California Fitness and Yoga Việt Nam để có câu trả lời nhé. Nào cùng tập luyện và hướng tới một đời sống khỏe.